Lễ hội Tịch Điền Đội Sơn năm 2022 vẫn được tổ chức từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức là ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 2022 tại khu vực chùa Đội Sơn, xã Tiên Sơn. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trao hơn 200 suất quà đến các hộ nông dân để giúp các hộ nông dân mua nông cụ cùng các vật tư sản xuất cho mùa vụ mới. Năm nay phần hội tại lễ Tịch Điền Đội Sơn năm 2022 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 sẽ được rút gọn, chỉ còn tổ chức hội thi vẽ trang trí châu. 10 lão châu thuần khỏe mạnh, dáng vệ oai phong nhất đã được chọn để tham gia lễ hội Tịch Điền năm 2022 này. Và bây giờ những đường cày đầu tiên xuống những thửa ruộng phí nhiêu trong năm mới Nhâm Dần 2022 do chính tay chủ tịch nước cùng các vị lãnh đạo bộ ngành Đảng nhà nước đã được thực hiện. Ước mong và hy vọng về một năm mưa thuận gió hòa, một mùa màng bội thu, một năm thuận buồm xuôi gió cho nhân dân, cho đất nước đang được gieo xuống chờ ngày hái quả.